Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một phôi Hải Châu lá nhỏ nha anh chị cô chú. Đây bầu sơ dừa nha. Cây này có quanh là 5, cao là 25. Cái tán ngang của nó là 15 nha anh chị cô chú. Giờ em tán quá điêu luôn. Vàng tàn quá điều đẹp luôn nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.